chúng tôi sẽ sử dụng một thiết bị rất là tiên tiến. 12 trong 50 người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam sẽ được trải nghiệm. Mình nghĩ tóc mình rất là khỏe, mình nghĩ chắc 1-2 điểm. Có một điều em chắc chắn là tóc của em cực kỳ hư tổn, cái đấy thì em rất là biết. Anh biết tóc anh là bị khô, mình nghĩ là sẽ cao. Chính xác số bao nhiêu thì mình không biết, mình nghĩ là sẽ ở mức độ cao. Em nhận thấy tóc mình nó bị khô và trẻ ngọn nhiều. Kia luôn. Mấy điểm vậy? 9 điểm. Wow. Tại vì cái điểm số của em là em được 9 điểm, là được điểm tối đa. Theo như thang điểm đoán thì là 4. Mình ở thang điểm 9. Thủ khoa 9. Điểm của em là từ 5 đến 6. Mình nghĩ là tóc mình mượt mà. Cố gắng giảm bớt những cái mà có thể gây hư tổn cho tóc của em, cùng với kết hợp sử dụng những cái sản phẩm chăm sóc tóc theo chuyên gia vừa mới tư vấn cho em. Thật ra thì lần đầu tiên mình thấy cái dự đoán mình đã nhanh như vậy, nhưng mà kết quả cho ra thì em rất là bất ngờ. Chắc là sẽ thay đổi một chút sở thích của mình và chăm sóc tóc của mình tốt hơn.